Hello anh em, good morning anh em nhé. Hiện tại là 8 giờ sáng thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng. Nay ngày cuối rồi, ăn nhẹ nhàng thôi. Ăn nhẹ nhàng xong rồi mình về Sài Gòn. Mình dự kiến 12 giờ trưa mình về thì tầm khoảng 8 giờ tối. Nếu mà không kẹt xe mà tôi nghĩ là tình hình này kẹt xe cái chắc luôn. Này chắc tầm 10 giờ về quá. Hiện tại là 10 giờ trưa, gần 11 giờ rồi. Thì bây giờ tôi mới vừa trả phòng xong, bây giờ tôi sẽ đi hành bưởi xe trung chuyển, họ sẽ chở tôi lên bãi ở ngay chỗ ngoài Lý Gia đó. Xong rồi tôi mới bắt đầu tôi đi về Sài Gòn, sắp hết một ngày anh em. Ôi hôm nay trời đẹp thật sự, trời nắng luôn này. Mấy ngày trước là trời có mây nhiều, còn hôm nay tôi thấy đúng nghĩa là trời xanh luôn, mấy bữa trước trời trắng tanh nè. Bây giờ cũng ấm nóng luôn á, cũng không tới mức là lạnh như mấy ngày trước. Cũng bị sắp hết chuyến đi rồi, cái này chắc tôi nghĩ là về tới Sài Gòn chắc cũng 10 giờ đêm ấy. Thấy kỳ này đi quá trời đông luôn anh em ạ. Ok đi thôi nhé anh em. Ôi hello anh em nha, hiện tại là tôi đang ở bến xe Hành Bưởi nè. Anh em thấy xe màu xanh đó không? Theo cái bảng số là xe đó mình sẽ đi về Sài Gòn. Ôi tôi không hiểu luôn, thấy mới vừa trả khách xuống, hình như xe này mới chạy từ Sài Gòn lên. Xong rồi giờ không biết họ vệ sinh sơ sao á, xong rồi họ quay ngược chở mình về Sài Gòn nữa. Ôi một chiếc xe mà chạy kiểu như hot walking vậy trưởng. Không biết có đổi tài xế không ta? Tôi nghĩ chắc đổi chứ ai mà chạy nổi 8 tiếng, hai lần 8 tiếng, một lần lên Sài Gòn, từ Sài Gòn lên, một lần từ Sài Gòn về, không lấy 16 tiếng anh em. Ui, công nhận đỉnh thật sự. Ok, hello anh em, hiện tại là tôi lên xe nè. Nhưng mà kỳ này hơi thất vọng một xíu, ngồi ở băng cuối nó hơi chật anh em ạ. Nó bị dướng cái thanh này nè, nó không phải là cái nóc thẳng luôn. Ui, cái này nó bị đụng đầu anh em. Sát đầu luôn, còn xe giữa khúc trước không có bị đụng đầu. Tại khúc này cái sàn nó cao hơn sân ở bên kia, cũng hơi khổ anh em ạ. Thấy nhưng mà hơi khó chịu một xíu, nhưng mà được cái là mình có được cái không gian nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh ở ngay góc này, không có bị làm phiền nhiều, cũng như là thoải mái hơn. Nằm dài ở đây nhưng mà hình như là được cái chỗ này của mình nó dài hơn, mình nhiều quý chân là được anh em ạ. Hơi khó chịu một xíu nếu mà đi từ đây về Sài Gòn 8 tiếng thì sợ nó là không nổi. Này là nhìn giống như thích hợp cho mấy người mà nhỏ con, chứ tôi nằm ở đây khó chịu quá. Nhưng mà ok, giờ xe nó đang lùi ra chuẩn bị đi nè anh em. Ok, hẹn anh em ở Sài Gòn nha, và chuẩn bị sắp kết thúc vlog rồi. Cảm ơn anh em theo dõi nha, bye bye. Ok hello anh em, hiện tại là mình mới vừa tới quán cơm mình ăn xong rồi. Hiện tại là 5:40, gần 6 giờ rồi. Giờ mình sẽ về Sài Gòn. Tầm khoảng 3 tiếng nữa mình về Sài Gòn, nhưng mà mình nghĩ là sẽ lâu hơn tại vì nó sẽ kẹt xe lắm anh em ạ. Bây giờ ăn xong rồi, giờ phải kiếm gì đó uống rồi xong rồi đi anh em ạ. Chuẩn bị về Sài Gòn anh em ạ. Còn 167 cây phải, tôi nhớ là nãy tôi coi trên Google Maps phải. Ok, thôi đi nha anh em. Hello.
Ok, hello anh em, hiện tại là mình đang tới Thống Nhất rồi, chuẩn bị lên cao tốc rồi. Thì ở bên xã tỉnh Đồng Nai là sẽ có ba cũng như là ba cái huyện lớn để đi tới Đà Lạt. Đầu tiên là từ Sài Gòn mình ra là ví dụ như là đi từ Sài Gòn mình ra là huyện Thống Nhất, xong rồi mới tới Định Quán rồi mới Tân Phú rồi mới tới Đèo Bảo Lộc. Bây giờ mình đi ngược lại là đã đi qua Tân Phú, Định Quán rồi, hiện tại mình đang không tới Thống Nhất. Dạ, mình đang dự nghỉ chân, bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi anh em à. Đúng rồi, 8 giờ rưỡi. Thì giờ về tới Sài Gòn chắc tầm khoảng 9 giờ rưỡi, 10 giờ. Ui, sáng thứ hai nữa chứ. Hôm nay là Chủ Nhật, sáng mai thứ hai đi làm, đi học nữa. Căng thẳng vậy. Mà cũng vui. Ok, thôi mình đi nha anh em. Good evening. Nhầm. Ui, hiện tại là 9 giờ rưỡi tối rồi anh em à. Mình vẫn còn đang trên xe, mới tới ngay khúc nối của cao tốc của trên cao tốc mà ngay tới muốn nối của khúc Long Thành lên cao tốc anh em. Là mình đi từ Mang Thiết, mình đi từ cái bèo dây về đây. Thì giờ đi tới ngay chỗ Long Thành rồi, sắp tới Sài Gòn rồi. Mà thật sự đi xe nãy giờ đi 9 tiếng. Hết vlog luôn.